số tử vong vì động đất tại Nepal lên tới 6.200 người tin từ Kathmandu, Nepal. Những thước phim của cảnh sát Nepal chiếu trên đài truyền hình cho thấy là một cổng chào máy vòm thành lình sụp đổ tại một con đường đông đảo người qua lại ở Kathmandu vì trận động đất tại Nepal hôm Chủ nhật. Hình ảnh được ghi lại cho thấy là cơn chấn động đầu tiên xảy ra tại đường Kantipath, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt trên đường đều bỏ chạy tán loạn đột nhiên cổng chào mái vòm ở lề đường cạnh một khu thương mại của thành phố Thanh Linh đổ sập, tung bụi mù mịt một góc đường, đè một số người không chạy tránh kịp. Theo Liên Hiệp Quốc, thì có đến 600.000 căn nhà bị phá hủy và 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, với ít nhất là 2 triệu người cần có lều, nước uống, thực phẩm và thuốc men trong 3 tháng tới. Đêm thứ Năm vừa qua, chỉ duy nhất có một tiệm bán hàng mở cửa tại khu vực trung tâm du lịch của Kathmandu. Các chủ tiệm tại Chamel giải thích rằng vùng này thường trực kín du khách nên phải mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Tuy nhiên, cho đến lúc hoàng hôn và hôm thứ sáu sau trận động đất, chỉ có vài cửa hàng mở hé cánh cửa chớp bên ngoài để đón khách, trong khi hầu hết mọi người vẫn còn mang nặng cảm giác sợ hãi. Một chủ tiệm cho biết là ông hy vọng khoảng một tuần lễ tới nữa thì sẽ có hơn 20% cửa tiệm bắt đầu hoạt động trở lại. Hôm nay, chính quyền Napo cho hay là số tử vong đã lên đến 6.200 người. Tại một ngôi đền thờ Pashi Patanath, thi thể của các nạn nhân được chở đến bằng xe vận tải và chất lên dạng hóa, trong khi thân nhân đứng nhìn từ phía xa.